A Di Đà Phật, sư cô mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Thứ 8 ôn lại, cái bài thứ 8 hay lắm đó nha. Quý vị cố gắng đọc đọc tới đọc lui, bởi vì tri thức biến thành ra nha, nó có nhiều chi tiết lặt vặt mà chúng ta không nắm được thì nghĩa là nó uổng lắm. Nó cứ lòng vòng hoài có nhiêu đó nha. Rồi Khánh Minh trả bài trước đi. Bài thứ 8 chủ yếu nói về tam tự tánh. Trước hết mình phải hiểu rõ biến là gì. Biến là một cái điều gì đó nó phổ biến và thông thường, và kế là sự đo lường tính toán, sau đo xét nét những vật lý lượng. Thì tam tự tánh gồm có cái nhất biến kế sở chất tam tự tánh. Thì biến kế này nó có được là bởi vì do cái nhận thức của mình còn cố chấp, không có hợp với chân lý. Y tha khởi, thứ hai là y tha khởi tánh, là cho nó nương dựa vào những cái duyên sinh, cái yếu tố để hình thành, cho nên nó không có sự tự lập độc lập. Và khi mà mình xác định được cái tánh thứ nhất là biến kế sở tánh là không đúng, là sai lầm vào cái y tha khởi tánh này. Và thứ hai nữa là mình hiểu đúng cái về y tha khởi tánh thì nó trở thành viên thành thật, nó sẽ tự nhiên nó trở thành viên thành thật thôi. Thì do đó cái y tha khởi tánh và cái viên thành thật tánh này, hai cái nó luôn kết hợp với nhau. Không có y tha khởi tánh thì viên thành thật không có, mà khi viên muốn có viên thành thật tánh thì cái y tha khởi tánh mình phải hiểu cho đúng, không được hiểu sai thì nó mới trở thành viên thành thật. Cho nên Phật nói rằng là tam tự tánh nó không có tuy Phật đề cập đến tam tự tánh nhưng thật sự nó không có chủ trương là có một tánh học, bởi vì tất cả đều là vô ngã vô thường. Cho chàng có tay đi quý vị. Đúng, bữa nay Khánh Minh trả bài rất là tóm gọn và hay, đúng với nghĩa. Thật sự ra đó, cái y tha, cái biến kế sở chấp tánh với y tha khởi tánh đó, đúng là tánh duyên sinh. Bởi vì nó tùy theo cái khác mà nó có biến kế, rồi nó mới là khởi lên, có tánh y tha khởi nương vào dọc khác mà nó mới khởi lên, gọi là duyên sinh. Thành cái duyên sinh là gì? Duyên sinh là vô thường. Mà vô thường là gì? Vô thường là không, vô ngã. Đó. Thành ra cái bài này mình nắm được ba cái tự tâm tự tánh này thì mình hiểu được nó, thì là dạng pháp vũ trụ mình hiểu được hết. Bởi cái viên thành thật á, nó là cái bản tánh nó chân thật rồi, niết bàn giải thoát rồi, mà nó lìa hai cái tánh trước thì tự nhiên nó sẽ trở thành viên thành thật. Và Phật tử chúng ta sống ở đời, mình quán tưởng trong mỗi cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta xa lìa được cái sự chấp nhận, phải không, năng sở và sợ và sở trách đó, sở chủ đó, mà năng sở sở lễ tánh không tịch, hai cái mình xa lìa hết, mình hiểu được nó, mà mình khi mà mình gia chạm một cái gì đó mình cảm vượt qua được, mình không có khổ, mình không có nắm bắt, tự nhiên cái tánh viên thành thật của mình hiện hữu. Nó là gì đó?
dự bụng có muốn nói không? Dạ thì cũng đại khái cũng giống như chị Khánh Minh mới nói là cái bài thứ 8 thì sư cô giảng về ba tánh, ba tam tự tánh. Thì cái tánh đầu tiên là cái biến kế sở chấp tự tính. Cái tánh này là nó là nói về biến kế, là cái sự vô thường, là có cái chân lý của nó là sinh, trụ, dị và diệt. Thì nó không có tự tánh. Thì nhưng mà mostly á, mọi người chúng ta chúng sinh á, là đầu tiên là có cái biến kế sở chấp tự tánh, là tự gì là cái tánh này tánh nhìn sai, tự gì nó không có tự tánh, nhưng mà mình nó là vô thường. Dạ, sư cô cách ngàn đây giải ha. Dạ. Để sư cô nói thêm cái tánh biến kế sở chấp tánh là do năm thức của mình, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sáu thức trước của mình. Bởi vì mình thấy, mình nhận biết nó, mình bước đưa lên cái biến kế, hiểu không? Nó mũi cũng vậy, mà lưỡi cũng vậy, mình ăn mình khởi lên phân biệt ngon dở, nó phải gọi là tánh biến kế. Không? Rồi mũi mình ngửi mùi thơm thúi là không thơm không thúi. Tai nghe phân biệt được tốt xấu, đó là tánh biến kế. Thành ra cái tánh biến kế thuộc về năm thức trước. Hoặc là sáu thức trước của tấm biến kế của mình đó. Bởi vậy thường thường chúng sinh thì chấp vô cái năm cái thức như sư phụ mới nói. Cái tánh thứ nhì là y tha khởi tính. Cái này là y tha, đó là tất cả vạn pháp đều là do y tha hoặc là cộng thêm duyên sinh mới thành được. Y tha là mình nương tựa vô, mình dựa vào một cái gì đó mới nó điều kiện các yếu tố khác thì nó mới thành ra. Với lại tùy theo duyên sinh thì mình mới có cái thân này, bởi vậy cái ý tha khởi tự tính á, thì nói cho cái tục đế là mình chỉ chấp vô cái ngã thật mà mình không có. Nhưng mà khi mình đã nhận thức ra đúng, thấy được đúng và mình không còn bị lục căn nó điều khiển mình hoặc là nó làm cho mình dao động thì tự nhiên mình sẽ có cái viên thành thật tánh, là cái tánh đúng, là cái chân, là cái khi mình đạt tới đó thì nó là chân đế, tục đế, chân đế. Đúng rồi, chân đế biết bàn vậy thôi. Thì tạm thời là con cũng vậy thôi, con cũng hiểu vậy thôi, cũng giống như chị Khánh Minh cũng nói. Chào có tay đi quý vị. Giả bài rất là chính xác, rất là hay và hiểu được chân lý rồi đó, hiểu được cái tánh y tha khởi và cái tánh biến kế sở chấp. Và tánh biến kế sở chấp y tha khởi đó là của vũ trụ vạn pháp duyên sinh. Bởi vì tất cả vạn pháp duyên sinh á thì nó có y tha khởi nó mới duyên sinh. Nếu không có duyên sinh thì tha khởi nó cũng không tồn tại. Con nghĩ không có bài đúng không? Có nói được không? Mà không con không bài mà nó được là xuất trần thượng sĩ đó nha. Cũng chỉ biết về ba tự tánh, nhưng chị nói thôi, cũng ba cái là biến kế sở chấp tự tánh, thì cũng nói về cái sự biến kế là sự không có thật và do cái năng thức của mình mà có ra. Giống như là cái thứ hai là ý khởi tự tánh cũng là do từ duyên sinh mà sinh khởi, tất cả trước từ mọi việc là đều do duyên sinh. Mà trong cái tánh thứ ba, nếu mà hai cái tánh trước không có thì cái tánh thứ ba không có. Cái thứ ba là viên thành thực tánh cũng vậy. Mà khi mà mình nhận thức được cái viên thành thực tánh này á, thì nó loại trừ cái biến kế và cái y tánh, y tha tự tánh này ra. Bởi vì cũng như là khi mà mình nói là rồi nói là mọi sự đi duyên sanh ra thì thầy thì có thì nó mới có sanh ra, còn không có thì lấy cái gì sanh ra, thì có vậy thôi. Vậy do chàng có tay để chúng ta cũng hiểu được. Thật sự ra học cái bài thứ 8 này chúng ta nhận định được từ năm thức trước và sáu thức trước và thức thứ 7, thức thứ 8 chúng ta nhận định được rõ được cái bản chất của nó, phải không? Bữa hổm sư cô có giải thích mà quý vị hỏi sư cô tứ phiền não thường câu đó là về mặt năng thức thứ 7 đó, phải không? Thì là giải thích tới luôn rồi, thì quý vị về sư cô mới chợt nhận ra đương ngang đó là sư cô không nhận ra.
tứ phiền não thường câu vị ngã suy ngã kiến tịnh ngã mạng ngã ái cập như xúc đẳng câu xúc xúc thế đạo vô hữu. Thì tứ phiền não thường câu đó là bốn phiền não, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Bốn cái này là nó nắm chặt với nhau của thức thứ bảy, thành ra nó mới là đưa lên sự phiền não sanh tử luân hồi. Ngã si, ngã mạn, ngã ái là mất có ba mặt tứ phiền não. Ngã kiến, ngã kiến, ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái. Trong cái bài thứ bảy nó có để là tứ phiền não thường câu vị ngã si ngã kiến tịnh ngã mạn ngã ái cập dư xúc đẳng câu xúc xúc thế đạo vô hữu. Trong cái bài thứ bảy á, chúng ta đọc lại bài thứ bảy đó, đại năng tiến, đại năng biến thứ hai đó, thì là chúng ta sẽ hiểu được cái tứ phiền não này. Được hỏi đi, cứ tự do hỏi, tại vì mình học để mình hiểu mà. Trong cái phần này nó có cái phần nó đề là đệ lục thức á, thì nó có kế mà không biến. Nhưng mà nó có cái hàng này là trong sinh hoạt con người có năm trường hợp ý thức phóng hoặc, vì vậy ý thức không biến chỉ có kế. Tại sao? Bởi vì á, tại sao là ý thức nó vắng mặt trong cái năm thức đầu tiên? Nếu mà nói gì tính kế không đó, thì cái ý thức nó làm là kế. Bởi vì cái ý thức nó tính toán suy lường đông đo phải quấy tốt xấu hơn thua, phải không? Nó rồi là cái ý thức mình nó nhanh nhạy, nó nhạy bén hơn hết. Nhưng mà năm thức trước nếu vắng mặt, ví dụ như giờ á, là năm thức trước nó có kế mình không có biến, phải không? Đâu cái chỗ đó nó nằm ở chỗ nào vậy? Để lục thức cái chỗ mà cái phần này tìm hiểu bài thứ mấy chị, bài thứ bảy, bài thứ tám. Tìm hiểu tánh biến kế của con người qua bắt thức tâm dương, phải không? Dạ. Sau này cô đi xuống cái chỗ lại da mà đệ lục thức á, đệ lục thức á, khuôn mặt na thì đệ lục thức kế sau cái tư đệ lục thức, đệ lục thức kế mà không biến, đúng. Tại vì kế có nghĩa là mình tính toán siêu lường hơn phô phải mấy, nó không có biến. Có nghĩa là khi con người mình á, cái chữ biến này á, là thiên biến vạn hóa. Có nghĩa là mình sẽ tái sanh được đời này qua đời sau. Thì cái biến này do thức thứ 8 nó biến thôi. Có nghĩa là nó là hạt giống chủng tử, nó nắm, nó duy trì. Nó duy trì cái hạt giống chủng tử đó, thiện, ác hay là không thiện, không ác. Và khi nó quyết định cái sự tái sanh của nó thì đó là cái biến. Cái quyết định tái sanh của nó là biến, hiểu không? Tái sanh của nó là biến, hay tái sanh nó là qua đời sau, nhưng mà cái hạt giống của cái sự chủng tử mình nó không bao giờ mất. Thiện ác mình gieo á, mình gây tạo nó không bao giờ mất, thành cho nó biến. Có nghĩa là đời sau đó là Khánh Minh tái sanh ra thì bắt đầu cái thức mình nó biến, hiểu không? Cái thức mình nó biến theo cái chủng tử nghiệp của mình, là mình tạo ác thì mình sẽ chiêu cảm vào báo ác, mình thiện á thì mình sẽ sanh trong một gia đình giàu có lương thiện, rồi mình phát triển từ hạt giống nó phát triển lên rồi nó biến. Mà khi con người mình mà nó trải qua trong cái chu kỳ cũng như là năm thức trước thiện lượng tỷ lượng đó, con người mình á mới trực giác là năm thức trước. Thì lúc mà nó kế là năm thức trước nó không có, là bởi vì mắt tai mũi lưỡi của mình á lúc đó nó trực giác thôi, nó không có sự suy lường tính toán gì hết. Ví dụ như mình nhìn một cái cảnh vật mà cái trực giác của mình nó hiện tiền ở đó, mình chưa có thức tác động vào thì cái ý thức mình nó không có phân biệt. Nhãn mình nhìn cái bông, mình chỉ biết bông mà mình chưa có phân biệt đẹp hay xấu, thành ra đó thì nó không có biến, mà nó cũng không có kế. Mà khi có thức tác động vào thì nó mới kế, nó mới biến được. Phải không? Mà thức tác động vào cỡ là thức không tác động vào thì năm thức trước nó chỉ là trực giác hiện lượng mà thôi, hiểu không Cái Minh? Năm thức trước chỉ trực giác hiện lượng, có nghĩa là bây giờ nè, cái mình nhìn một cảnh vật ha, mình chỉ nhìn đó là hiện lượng trực giác hiện tiền, chỉ nhìn thôi. Ví dụ như mình đi chợ mình nhìn nhưng mà mình không có phân biệt được đó là những cái gì, nhưng mà khi ý thức mình tác động vào rồi đó thì cái đó nó kế, mình mới phân biệt được là cái áo này đẹp nè, đôi giày này đẹp, là tốt xấu nè, nó xuất năm nào, xuất mà nó made in năm nào nè, rồi cơ sở nào phát nó làm ra đôi giày đó hay cái áo đó. Nhiều khi nó có hiệu nice thì cái đó nó đẹp, nó tốt, hàng hiệu. Còn những cái hàng hiệu khác là dởm bình thường, mình phân biệt được gọi là kế đó, mình so đo tính toán là kế. Và
Còn năm thức trước mình trực giác mình nhìn thôi, thức chưa tác động mình không phân biệt được. Còn cái biến nó là như thế này. Biến là khi mình đi đi chợ đó, mình đã biết hiểu biết hết tất cả là mình không mua. Đó, mình có so đo tính toán trong lòng mà mình không có mua, nhưng về rồi thì cái thức thứ 8 nó thâu lại, nói chung một cái máy quay phim nó thâu lại mình đi chợ. Bây giờ quý vị đi, quý vị đâu đi đâu chơi đi về, quý vị nghĩ lại tự nhiên á, là cái ý thức mình khởi lên giống như mình đi từng đi đó, mình đã nó quay là một bộ phim đó, cho mình, mặc dù mình ở nhà mà mình thấy hết tất cả những cảnh quá khứ. Gọi là lạc tại ẩn tử đó, mình thấy tất cả những cảnh quá khứ rồi biết. Phải không? Thì bắt đầu mình khởi lên, bây giờ mình muốn mua cái đó, mình đi ra mình mua về làm của mình. Thì cái hạt giống chủng tử cũng vậy. Hạt giống cũng chủng tử của mình khi mình tái sanh. Khi mình mới tái sanh thì nó chỉ trực giác năm thức trước thôi. Là còn một em bé khoảng 2-3 tuổi đi, nó chưa có nhận thức được sâu. Mà tưởng là 4 tuổi rồi mình nói chuyện cho nó nghe, nó phân biệt tốt xấu này nọ, nó chịu nó không chịu khi mình đưa giật nó. Phải không? 5 tuổi tới bằng 6 tuổi bắt đầu đi học rồi. Thì bắt đầu nó mới biết nhận thức được. Đó, thì bắt đầu cái hạt giống chủng tử, cái biến nó bắt đầu nó khởi hiện hành. Nó hiện hành theo chu kỳ từ từ cái tuổi lớn lên. Đó. Thế mình hiểu không? Đó. Thì cái đó là cái biến, biến chỉ là có thức A lại gia, là thức thứ 8 đó, là nó biến thôi. Bởi vì nó gây hạt giống chủng tử. Bây giờ cái hạt giống của mình nó trồng nguyên cái hạt giống như gì á, thì nó chưa có kế. Mình trồng xuống rồi bắt đầu tự nảy nở ra. Nảy nở ra thì nó biến ra nào là có trái, là chín nè. Cái đó cũng là biến. Còn kế là phải có thức. Thứ kế 7. Là phải có thức tính toán, so lường. Thức thứ 6. Thức 6 tính toán, so lường. Dạ. Mà thức thứ 7 vừa biến vừa kế. Thức thứ 7 nó gì? Tại vì nó chấp ngã. Thức thứ 7 nó chấp ngã. Còn thức thứ 8 nó chỉ là biến mà thôi. Bởi vì nó là hạt giống. Đó là chủng tử. Biến kế. Cái này mình hơi suy nghĩ một chút xíu. Thánh Minh hiểu chưa? Thánh Minh có thể nói lại sư cô nghe thử có được không? Có nghĩa là trong 6 thức thì cái 5 thức đầu nó không có biến bởi vì nó không có ý thức tác động vào. Đúng. Nhưng mà nó có kế bởi vì nó còn kế là có ý tác động vào. Đó là thức thứ 6. Kế. Kế thức thứ 6 nó suy lượng tính toán. Ví dụ như quý vị nói make sense. Nghe nói gì nó make sense, cái nghĩa là mình hiểu nó đẹp liền. Tiếng Anh mình á, chữ sense đó. Sensation đó. Chữ sense đó là cái ý thức đó. Cái ý thức đó. Còn năm thức trước nhãn nhĩ tỷ, khi mà cái sense của mình, cái thức mình chưa có tác động vào đó, thì nó thuộc trực giác. Nó chỉ, nó không biến mà cũng không kế. Bởi vì nó trực giác. Nó là hiện lượng. Hiểu không? Mình có học hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Phải không? Thì cái hiện lượng đó là cái trực giác. Mà cái trực giác đó nó chưa có tác động ý thức vào, nó chưa có sự phân biệt, chưa có tính toán. Hiểu không? Còn thức thứ 7, nó vừa tính mà vừa phân biệt so lường, bởi vì nó ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thức thứ 7 nó có tứ phiền não thường co, bởi vì nó chấp ngã, là ngã sở hữu của ta, ai động đến ta là không được. Cái thức thứ 7 nó ngã mạn cực kỳ. Quý vị thấy đi, ví dụ như á, quý vị cho tôi là một người từng tu thiền, phải không? Đừng có động nói động đến tôi. Thì cái đó là cái ngã của mình đưa lên cao, đó là gì? Đó là thức thứ 7 đó. Không ai đụng mình được hết trơn á. Rồi đi chỗ khác á, mình chê bai ở chỗ đó không bằng mình, phải không? Thầy cô đó tu không bằng mình. Đó là cái ngã mạn. Đó là tương lương, ngã mạn, ngã kiến. Tại vì cái tương lương nó vẫn còn, bởi vì mình sau này mình học có tương lương gia hạnh vậy. Cái tương lương đó mình mới có chuẩn bị con đường mình đi thôi. Cái tương lương đó mình chuẩn bị nào, thức ăn, thức uống để trên đường mình đi. Rồi tới cái gia hạnh là mình phải có xe, thông vị. Là phần sau nè, cái bài thứ 10 đó là nó sẽ giải thích hết cái phần này. Thì đó là tương lương, gia hạnh, thông vị, rồi mới đó là tu hạnh vị. Thì nó có đến 50 quả vị, thế như là thất tính, thập trụ, thập hạnh, thập thị hướng. Còn một cái thập nữa. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa là 50 quả vị. Thì cái tư lương á, nó mới cái có 10 hạnh tu đầu tiên. Phần sau này mình sẽ giải thích. Thì cái đó mình mới chuẩn bị con đường mình tu thôi. Ví dụ giờ mình đi lên tới đây xuống với Mantro đi, phải không? Thì quý vị phải chuẩn bị cơm nước, tất cả mọi thứ trên xe. Thì bắt đầu là gia hạnh là bắt đầu được chiếc xe.
Thông vị là mình biết đường đi. Ha, mình biết đường đi, mình lái ra trong cái đường quá trình tu tập. Mình đạt đến mantra đó là mình chứng được quả gì vậy thôi. Thì cái tư lương đó chỉ mới ban đầu sơ khởi thôi. Thành ra vẫn còn ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ái. Như vẫn còn trong đó, nó chưa có cái gì hết. Nó mới chỉ và bắt đầu trong con đường tu tập thôi. Đó, thành ra đó gọi là tư lương. Vậy là thức thứ bảy nó vừa có kế mà vừa có biến. Đúng, thức thứ bảy vừa có kế vừa có biến. Bởi vì nó nương cái biến của nó là thức thứ bảy, nó nương vào thức của thứ tám. Nó phát sanh. Và nó làm hành động. Đó, đúng rồi, nó dựa vào thức thứ tám. Cái biến của thức thứ bảy là phải, nó phải dựa vào thức thứ tám nó mới biến được. Nó không dựa vào thức tám nó không biến được. Thành ra quý vị đọc là cái phần thức thứ bảy á, cái phần phía trước đó là mạt na thức. Mạt na thức nè, vừa biến vừa kế, nghĩa là mạt na cũng thường xuyên hiện hữu cùng với alaya nên gọi là biến, mà nó có và nó có công năng chấp ngã. Phải không? Nó là chấp ngã nó mới biến. Nó biến rồi nó mới kế, rồi cái là nó tính toán suy lường bảo thủ của mình. Còn thức nông ngũ thức, năm thức trước đó thì ngũ thức là không biết cũng không kế. Bởi vì nó không có thức tác động vào, nó chỉ là trực giác hiện lượng mà thôi. Thì Khánh Minh nắm được chưa? Rồi. Giờ chúng ta vào bài mới ha. Chúng ta học bài thứ 9. Đọc cái bài của thứ 8 á, mới đọc vô là chúng ta thấy là nó rất là hay rồi. Do bị biến kế. Bị là gì? Bị đó là duyên sanh đó. Đó. Biến kế chủng vật. Chủng vật gì? Nó sinh ra, nó suy nghĩ, nó phát sanh ra nhiều thứ. Những người á, là biết làm xe là họ phải suy nghĩ cái bánh xe phải làm như thế nào cho vững chắc nè. Bánh xe mùa hè, bánh xe mùa đông, phải không? Hệ thống máy như thế nào? Đó. Biến kế chủng vật. Phải không? Đó, thành ra nó phải làm sao tạo một chiếc xe cho hoàn hảo. Mình nhìn vô là mình biết liền, thử biến kế sợi chấp đó, mình phải làm sao chiếc xe hoàn hảo để gì chúng ta chạy mà đi nó không bị hư. Cô đang làm bài thứ 8. À, tôi đọc bài thứ 8, đọc bài đầu á, bài cái bài kệ đó. Mình chỉ đọc vô cái bài kệ là mình biết được là cái thánh của nó như thế nào rồi. Thưa cô chỉ thí dụ nên cho quý vị nắm rõ thôi ạ. Nó y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh. Vì tánh y tha khởi đó nó có sự phân biệt do cái duyên đồng bằng phân nó phát sanh ra. Đó. Không? Rồi bây giờ chúng ta học bài thứ 9. Bài thứ 9 này á nó rất là sâu. Bởi vì học duy thức học này là tổ sư, các vị lượng sư, các ngài và cả chư Phật cũng vậy, đưa cái chúng ta học thức này nè để chúng ta biết được tất cả trạng pháp là dây không, để chúng ta tu tập. Nhận thức được nhãn nhĩ tỷ thì thân ý là dây không. Phải không? Đó, để chúng ta tu tập. Chứ cái này là nó thuộc về là kinh hệ tư tưởng của Bát Nhã chứ không phải là bình thường đâu. Đó, thành ra trong kinh Lăng Già cũng nói về là tam tự tánh này, cũng nói về duy thức này, tất cả các kinh đều nói về duy thức, nhưng mà mình học vào đây mình nắm vững cái thức biến mà Phật bác bỏ tất cả, bởi vì tất cả dạng pháp đó là dây không. Học từ đầu tới cuối đều là dây không, là để mình nhận thức đó, mình không có chấp mắc đau khổ. Hỏi Đức Thế Tôn đã đề cập ba tự tánh rồi, cớ gì Đức Thế Tôn lại dạy tất cả pháp đều không có tự tánh? Nói đi nói lại nói tới nói lui cũng là ba tự tánh, mà ba tự tánh nó gồm tám thức đó nghe, chứ không phải ba tự tánh đó mà không phải là trong tám thức nha. Nếu nói ba tự tánh là gồm cả tám thức. Dạ đúng rồi. Dạ. Nói ba tự tánh là quý vị biết đó là tám thức. Mà Đức Phật nói á, ở trên thì nói ba tự tánh đề cập, ở dưới Đức Phật nói gì tất cả pháp là không có tự tánh. Bởi vì không có tánh nào sự thật hết. Bây giờ quý vị nói mắt có nè, nhãn là có thật. Nó theo tục đế là có thật. Nhưng mà nó theo chân đế là nó không có, bởi nhãn nhĩ tỷ đều là không. Nó không có thật. Và nếu nó không, nếu nó có chúng ta móc con mắt ra nhãn có hay không? Không. Phải không? Chúng ta nói mũi, cắt lỗ mũi có không? Không. Tất cả các pháp là do duyên sinh mà có. Đó.
tức y thử tâm tánh, tức là gì, tức là dụ nương, y là nương, nương theo ba cái tánh này, nương theo ba tánh này, lập bỉ tam vô tánh. Mà lập nó, lập bỉ, bỉ là chỉ cho tam tự tánh trở trên đó, nó cũng là vô tánh. Chữ bỉ là chỉ cho tam tự tánh đó, nó cũng là vô tánh. Cố Phật mặc ý thiết, cho nên Phật mới là mặc ý, là mặc ý là ngụ ý, nói cho rõ cho chúng ta biết tam tự tánh nó là không. Nhất thiết pháp vô tánh, tất cả pháp là không có tự tánh. Bỉ sơ tức tướng vô tánh, sơ tức tướng vô tánh, tất cả cũng không có tánh. Thứ vô tự nhiên tánh, thứ là hậu kế đó, là cũng không có, cũng không có cái tánh nào đó, tự nhiên tánh, cái tánh tự nhiên nè. Bỉ do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh, thử chư pháp thắng thực thắng nghĩa, tức diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức học tánh. Mình đây mình học về duy thức thật tánh, mình học về duy thức học, mà học về duy thức thật tánh. Quý vị nói á, thức của chúng ta thì nói về duy thức thật tánh, mà giảng pháp là thật tướng, các tất cả các pháp đều là pháp tướng, còn nói duy thức của mình là pháp tánh ha. Quý vị nên hiểu về cái đó. Thường thường quý vị nói á, tánh tướng, thật sự tánh là con người chúng ta, mà tướng thì thuộc dạng hữu duyên sinh, gọi là pháp tướng. Nói về thức là nói về mình. Thức là nói về mình, là ba tự tánh đó, gọi là duy thức tánh. Còn duy thức tướng là chỉ cho dạng ngũ vạn pháp duy thân, gọi là duy thức tướng. Nhiều khi mình không phân biệt được, nghe quý thầy với cô giảng là duy thức tướng, duy thức tánh mà mình không nhận thức được duy thức tướng là cái gì, mà duy thức tánh là gì đó. Duy thức tánh chỉ cho tam tự tánh của chúng ta đó, là nó là duy thức, vạn pháp duy tâm đó. Nói về thức là nói về mình, là do đó là duy thức, duy thức tánh, duy thức tánh. Còn dạng pháp vũ trụ là duy thức tướng. Còn duy thức tướng là vạn pháp vũ trụ. Bởi vì hình thể đó mình thấy được đó, gọi là vũ trụ, cái tướng thể của vũ trụ đó, gọi là duy thức tướng, mình hiểu được nó. Còn cái kia thì không nhận, không thấy. Thấy, nhãn nhĩ tỷ mình thấy, nhưng mà nó không thật. Tất cả đều có hết, nhưng tả tánh tướng thì đều được không. Tất cả tánh tướng đều không, chứ không có nào có hết đó. Nhưng về bậc tục đế thì có, nhưng chân đế là không. Mình phải hiểu như vậy. Sư cô đọc phần nghĩa. Chỉ vì ba tự tánh chỉ ra ba vô tánh. Ba vô tánh tất nhiên là cái gì để chúng biết không? Ba vô tánh là ba cái tâm, ba cái tự tánh. Bây giờ nói đi để hiểu, để nhớ. Biến kế tự tánh y tha. Đúng rồi, là... chỉ vì ba tự tánh, ở trên chỉ cho ba tự tánh mà chỉ ra ba vô tánh, tất nhiên là tự tánh của nó là biến kế y tha và biên thành, nhưng mà cái tánh của nó là không có, gọi là vô tánh. Mặc ý của Phật nói tất cả pháp là vô tánh, thấy không nào? Cho nên chư Phật ý nói là tất cả pháp là vô tánh. Một hiện tượng vô tánh, hiện tượng là chỉ tất cả các pháp hiện tượng vũ trụ nhân sinh, nó là vô tánh, phải không? Ba tánh viễn ly biến kế và tánh chấp ngã, nó là vô tánh. Tánh nó xa lìa, tánh biến kế xa lìa, tánh chấp ngã, nó là gì? Đó là vô tánh. Đấy thắng nghĩa các pháp, đó là gì? Đó là thắng nghĩa của tất cả các pháp. Mình hiểu được, nhận được và hiểu được nó thì mình hiểu được thắng nghĩa rồi. Thắng nghĩa pháp là mình hiểu được tất cả các pháp này, mình nắm chắc được trong lòng của mình, trong tay của mình, trong tâm thức của mình rằng tất cả các pháp là không. Đấy chính là chân như, vì nó hằng như như. Đấy thực tánh duy thức đó, thấy không? Đó là tánh duy thức. Bởi vì tất cả các pháp nó là không, mà mình hiểu nó không, đó là cái chân như. Giải thích thuật ngữ, hiện tướng vô tánh. Hiện tướng vô tánh nói gì? Là biến kế sở chấp, nó là vô tánh. Hai, tự nhiên cho vô tánh, cái tánh tự nhiên nó cũng là vô tánh. Y tha khởi, nó cũng là vô tánh. Cái tánh tự nhiên nó là tánh y tha khởi đó nghe. Tự nhiên là gì? Nó là cái pháp vô thường. Vô thường nó là cái chân như, nó là cái chân lý, nó là tự nhiên, nó là như vậy và như vậy. Đó, cái tánh tự nhiên đó
cái tự nhiên. Tất nhiên tại sao gọi là tự nhiên, nó là như vậy, và như vậy mình học qua nhiều cái thập dư thị rồi để chúng hiểu. Tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tác nó như vậy, duyên nó như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tất cả bốc ráo đều là như vậy. Thành ra cái tự nhiên tánh, tự nhiên vô tánh, nó thuộc về tánh y tha khởi. Nó là tánh vô thường, nó là tánh duyên sanh. Nó được gọi là tự nhiên. Quý vị nói tự nhiên, tại sao gọi tự nhiên? Bởi vì nó là như vậy, nó sanh như vậy và nó diệt như vậy. Và nó trụ như vậy gọi là tánh tự nhiên. Mà tự nhiên là gì? Tự nhiên là vô thường. Cái mình nắm được không? Quý vị nên cái này á là nó rất là bình thường. Nhưng mà nếu mình không thể nắm được đó là mình thấy nó hơi lạ. Ô, tại sao tự nhiên là vô tánh? Phải không? Mình không hiểu. Nhưng mà tự nhiên đó là cái tánh, đó là y tha, là tánh duyên khởi, cái tánh vô thường, vô ngã, khổ không. Đó là tự nhiên. Như vậy và như vậy. Đó, thành ra mình học được thập như thị rồi thì cái tự nhiên này qua thập như thị. Tánh viễn ly biến chế là cái tánh viễn ly gì? Khi viễn ly xa lìa được cái tánh biến chế thì tánh viên thành thật mới hiện tiền. Nó thì gọi là đó, hiểu cái tánh viễn ly đó là mình hiểu được đúng chân lý. Tánh viên thành thật đó thì mình hiểu đúng chân lý, thành ra mới có cái tánh viên thành thật. Chứ mình không hiểu đúng chân lý thì cái viên thành thật nó không xuất hiện, thì nó cũng là vô tánh. Bởi vì tất cả các pháp không có nắm bắt được cái gì hết. Cả ngay á, cả ngay nói về Đức Phật đi, mình thí dụ đi, một bậc tối thượng tối tôn mà tất cả thế gian đều tôn thờ, cả sức thế gian đều tôn thờ, nhưng thật sự ra cái thể tánh của Phật tánh nó vẫn lặng rỗng không, tự nhiên nó là như vậy. Mà mình nói có cũng không được, mà không cũng không không, nó là như vậy đó. Nếu mà con người mình thoát được cái đồ khổ đau sanh tử, tự nhiên mình trở thành Phật thôi à, mình giác ngộ tại cõi đời này, không cần phải chết mới đợi tái sanh. Có một cô Phật tử, hai ngày nay sư cô nhận một số phone từ những vị Phật tử đi tu tập theo tam thờ hộ niệm và theo các thầy ở đâu, quý thầy đi qua gửi chị thỉnh đi về nhà đó, thì có nhiều bác là kêu câu hỏi thật là nhiều, hỏi như thế là chúng sanh đau khổ quá, bạch thầy chúng sanh đau khổ quá, như vậy thì Phật Bồ Tát ở đâu không xuất hiện ra để cứu độ? Quý vị trả lời như thế nào? Quý vị hiểu câu đó như thế nào? Cho sư cô ý kiến đi, rồi sư cô sẽ nói cho quý vị. Thật sự mọi người là cái cũng là Bồ Tát, cũng là cái Phật tánh ở trong đó thôi. Tự vì mình bị chấp vô cái mắt tai mũi cái tâm cái đó, rồi ý thức, rồi cái tam, rồi nó mới ra cái khổ. Chứ nếu mà mình không, mình cũng thấy nhưng mà mình không bị nó lôi cuốn hoặc là điều khiển thì mình đã đâu có khổ đâu. Đúng. Khánh Minh có hiểu đồng ý gì không? Có ý kiến nào khác không? Thì thực chất đó thì họ nghĩ là thực chất là như vậy, nhưng mà trên thực tế đó, tại vì họ chỉ biết được cái hiện tại họ quá khổ mà họ muốn cầu cứu ơn trên mà không cứu giúp ngay tại chỗ, thì cho nên cái sự tin tưởng nó bị lung lay. Giống như vừa rồi có thấy ở Ấn Độ nó có một cái clip là cái hồi kỳ bị dịch Covid đó, là nhiều người chết quá, họ thờ cái tượng gì á mà thấy không có cứu họ gì hết, về sau họ đạp đổ hết tất cả cái tượng đó, họ bỏ xuống sông. Sư cô nói cho nghe, quý vị không có điều phục được chính bản thân mình. Quý vị sống ảo tưởng một cái thiên thần nào đó gì cứu rỗi, mà trong khi đó chính bản thân của mình không làm đúng về chân lý, không có sự tu tập. Mà mình là Phật tử đi chùa đã mấy chục năm rồi mà hỏi một câu nói đó thì mình chưa hiểu được đạo Phật là gì cả. Phải không? Phật đưa ra con đường, chỉ cho con đường đi. Chân lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật này. Vậy năm giới căn bản của một con người thôi. Quý vị giữ không được thì chỉ mới đau khổ trong năm giới đó. Phải không? Nếu quý vị giữ đúng thì quý vị đâu có đau khổ từ đời này sang đời khác. Quý vị làm sai đi năm cái đó mà quý vị kêu Phật về cứu rỗi làm sao được? Bởi vì chính quý vị là Phật, chính quý vị là Bồ Tát và chính quý vị cũng là ngạ quỷ súc sanh. Mình làm sai đi chân lý Đức Phật, làm sai đi lời dạy Đức Phật, mình chiêu cảm đau khổ, mình trách Phật. Cái đó là do chính bản thân mình.
không nắm được chân lý Đức Phật và đi tu tập bao lâu rồi, mình cũng không gọi là một Phật tử thuần hành của Đức Phật nữa. Đức Phật nó chỉ rõ ràng đây nè, ta kêu các ngươi nè giữ năm giới, đó là con đường chánh đạo của một người Phật tử, phải không? Để gì khi giữ năm giới này chắc chắn quý vị được sanh thiên, phải không? Giữ năm giới này chắc chắn hiện tại cõi đời quý vị sẽ hưởng quả báo an lạc và giải thoát. Mà quý vị có được giữ năm giới hay không, có tu tập hay không, mà quý vị có mơ tưởng rằng Đức Phật đâu đó đâu đó dối tay xuống địa ngục để kéo quý vị lên, không bao giờ có chuyện đó. Đó nếu là như vậy quý vị sống trong ảo tưởng mê lầm, mà suốt cuộc đời quý vị chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tự quý vị phải tu tập, cả ngay bây giờ quý vị phải tu tập ngay bây giờ. Ngày qua tháng lợi dần già nó không bao giờ chờ đợi mình, mà mình già mình chết đi, cuộc sống mình muốn nắm ngược trở lại không bao giờ có được, phải không? Thành ra mình phải tu tập, không trách trời không than đất, mà phải trách mình trong nhiều nghiệp, từ nghiệp quá khứ và hiện tại của mình gieo. Đó, mình biết là mình đau khổ là mình phải cái gì, mình đau khổ trong cái chiều hướng nào thì mình phải điều phục theo chiều hướng đó. Thí dụ bây giờ trong đời sống gia đình, vợ chồng không hạnh phúc, phải không? Tại sao, nguyên nhân nào? Mình phải tìm hiểu về nguyên nhân đó, tìm hiểu nguyên nhân đó, mình diệt cây chân nguyên nhân đó. Đức Phật nói yêu là khổ, phải không? Mà quý vị có chấp nhận đó là bỏ được cái yêu không? Quý vị nói yêu là khổ mà không yêu là lỗ, gì sợ lỗ thì cái gì khổ quá, phải không? Chỉ bao nhiêu thôi. Đó, Đức Phật nói nói dối là quý vị sẽ đau khổ, mà quý vị cũng đâu có giờ chấp nhận, mặc dù Phật tử đi chùa nói dối vậy sờ sờ thôi. Nói thật, quý vị vẫn đi chùa, vẫn thăm thiền, quý vị cái này là mình nói thật, mình không có đạo phá, quý vị tự xưng mình là đi tham thiền nhiều khóa tu, nhưng mà dối quý vị vẫn là dối. Thì cái gì tự quý vị tạo rồi, phải không? Nghiệp quý vị tạo trong hiện tại rồi. Bởi vì Đức Phật nói là không nên nói dối nha, nếu con nói dối thì là con làm mất niềm tin ở người khác, con sẽ chiêu cảm đau khổ, nhiều bạn bè con không tin con, mà mình đâu có nghe, phải không? Tự mình chiêu cảm rồi mình trách móc trời trách Phật là gì, mình không nghe lời Phật dạy mình trách Phật. Thành ra cái đó mình phải suy nghĩ về chính bản thân mình. Thành ra có nhiều vị đi rồi nghe đọc những câu hỏi, rồi quý vị nhớ quý vị về điện thoại tâm tình với sư cô rồi nói lại những câu hỏi đó, sau cô nghe thì cũng chia sẻ với quý vị đó. Thì thật sự ra thì tự Đức Phật là bậc đấng giác ngộ, tự tu tự giải thoát, mà Đức Phật phải nói mình ai tu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, tự mình phải tu tập, tự mình giải thoát, tự mình là quyết định số phận của mình, không ai khác hết á trong cuộc đời này. Do đó đừng có nương tựa, mình nương tựa ta càng đạp mình nữa, đạp mình kiểu là không bắt đầu dậy nổi luôn đó, mà tự mình phải đứng lên, tự mình quyết định số phận của mình thôi, không nương tựa ai khác. Còn Đức Phật là Đức Phật không bắt mình nương tựa Đức Phật, mà Đức Phật bắt mình phải tu tập đúng theo những lời dạy của Đức Phật thì quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát. Có nghĩa là Phật chỉ đưa ra cái giáo pháp, đúng, Phật chỉ con đường mình đi, đi không đi là do mình. Phật nói nè con, phía trước nó có hả, có một cái ổ rắn, phải không? Đừng đi ngang đó mà bị rắn cắn. Thí dụ cái ổ rắn và cái ổ rắn với hũ vàng, phải không? Hai cha con tiều phu đi ngang đó, cái Đức Phật có nói, ngài A Nan nói bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, đó là hũ vàng. Nhưng mà hai ông tiều phu nghe ngài A Nan nói đó là hũ vàng, phải hai cha con. Nhưng mà Đức Phật nói không, A Nan, đó là rắn độc, phải không? Thì đó là ngài A Nan á chụp nhận được cái lời dạy của Đức Phật, đúng, bạch Đức Thế Tôn đó là rắn độc. Nhưng mà hai cha con đó đâu có chịu, đâu có tin, nghe nói hũ vàng, cái là tại sao ông Cù Đàm cũng nói đó là rắn độc. Thế là Đức Phật đi qua con đường đó xong rồi, cái hai cha con lại thấy hũ vàng đó là quảng hồn, thấy mừng quá, khiêng về nhà. Lúc đó trong triều đình đó là nhà vua bắt vàng, phải không, cho quân thần đi tìm, thế là hai cha con thấy bị bắt. Thế là vô trong mà là tù ngồi, cái đúng hai cha con, một cha thì giả Phật, con thì giả ngài A Nan đó là rắn độc. Đứa con đi bạch Đức Thế Tôn đó là rắn độc. Mấy người cai tù nó thấy lạ quá, nó tại sao hai cha con cứ nói nhau, người giả Phật người giả A Nan mà nói là rắn độc, mà trong tù đâu có rắn độc trong đó, không? Cái gì truyền tới vua thấy thắc mắc, vua mới kêu lên hỏi, thì đó kể xong có mới kể là lời Đức Thế Tôn giảng lên lần ra, vua mới cho hai người về nhà. Cái sợ từ đó sao sợ, đúng là rắn độc, đúng không? Thành ra Đức Phật thí dụ nhiều câu ngộ ngôn để cho mình, đó là tu mình trực nhận, mà đôi lúc cả đời mình không trực nhận được.
Hay vô cùng không? Nghe đó mình cũng nghe thử nó thấp mắc cười. Thành ra là quý vị á, mình tu tập trong cuộc đời này mình phải hiểu và nắm bắt, cố gắng là tu tập hiểu để xa lìa thôi, xa lìa các pháp. Nếu mình thấy nó không đúng là mình xa lìa, cái gì mà mình chấp mắc nó quá thì mình xa lìa chút chút. Trong cuộc đời này mình khổ cái gì thì mình quán tưởng về cái đó để mình xa lìa đó, đó thì mình mới diệt khổ được. Chứ còn mà mình không quán tưởng được, mình cứ chấp mắc hoài thì nó khổ. Ngày hôm qua sư cô xin lỗi cũng xin sám hối, bởi vì cô này sư cô chưa bao giờ biết mặt cổ Manjo á, cả hai vợ chồng sư cô không biết mặt. Mà đôi lúc á thì trước kia thì quen một sư cô mà chùa Hồng Ân á, rồi sau này không có thuận thì mới điện sư cô, mà điện nói chuyện gì nó không có đúng vào mình nói về chân lý, nó không có đúng vào chân lý. Tối điện hoài cho sư cô dứt khoát không nhận phone, bởi vì cổ gửi những cái message nó không có phù hợp với mình, mình ra sư cô cũng không có đọc. Tới 11 giờ vẫn còn điện cho sư cô bốn cuộc phone, cái xong với sư cô nói thôi giờ dứt khoát mình cũng phải nhận đi để coi điện nói cái gì. Điện vô bắt đầu khóc, trời ơi vợ con mất từng rồi còn y còn khỏe mạnh, bây giờ Dương nhà thương nói bác sĩ nói giờ không qua khỏi rồi, bây giờ con chết rồi sư cô, con chết thì sư cô phải cầu nguyện cho con. Mình là bà Phật tử, thằng nghe sư cô nói chú ơi sanh lão bệnh tử đó là cái chân lý. Mình thấy vậy mình cũng nói tại vì sư cô mệt có uống thuốc ngủ chùi mình ra không có nhận phone này hết, xin lỗi chú. Mà lúc đó cũng 11 giờ rồi, sư cô nói thật sự ra cái bệnh với cái tự nó là cái chân lý, đó là bình thường. Chú là Phật tử lâu năm rồi, chú đã từng đi chùa, chú cũng tâm tình sư cô rồi, chú đã hiểu rồi. Có nhiều đứa bé sanh ra đời nó không may nó chết liền, có nhiều người bị giết bị hại chết liền ở mà đau đớn. Còn mình đã trải qua năm nay mình cũng đã gần 70 tuổi rồi, thì mình đã cảm nhận được cái lý vô thường sanh lão bệnh tử nó rồi. Thành ra chú vững tâm, mình là Phật tử mình phải hiểu cái đó. Nó thành ra cô còn tồn tại ở thế gian ở lòng mất đi, chú cũng cảm nhận đó là cái chân lý để chú bớt khổ. Thì thôi giờ chú có ghi tên cô đi để cho sư cô là có tụng kinh sư cô cầu nguyện cho cô. Nếu mà mai cái duyên của cô còn thì cô sẽ tồn tại thế gian này với chú, còn mà không có thì chú có cổ có đi theo Phật nữa thì chú cũng cố gắng niệm Phật để gì đấy là hồi hướng công đức cho cô, để là cô được đi an nhàn. Chứ còn chú khóc như vậy thì cô không có an tâm để cô đi, mình an ủi chút xíu. Cảm ơn quá chừng. Rồi lúc đó mình mới ngủ yên, chúng tôi điện hoài, điện quý 11 giờ đêm. Sư cô nói nếu mà điện này chắc có lẽ là một là bà già của chú này mất, mình thật sự mình không biết, chỉ tâm tình với mình thôi. Đó, hai là không biết có chuyện gì đây, hai chồng đánh lộn, cự lộn gì đây, bởi vì hai chồng cự lộn cái điện cho sư cô hoài vậy. Mình cứ giải quyết thôi. Nó thành ra nhưng mà không bỏ được. Cái sư cô nói hai chuyện này ta chống chuyện gì khác. Đúng là sư cô nhận phone thì ông nói bà mới khỏe đây mà tự nhiên giờ mới vô bác sĩ nó sắp chết rồi đó. Tôi nói rất là vô thường chú, người ta mới sững sờ mới thiện diện đó trước mặt mình đây mà tự nhiên họ ngã họ chết mình cũng đâu biết được. Thành ra thôi giờ sao nữa chú cũng vẫn biết được cái vấn đề mà cô chuẩn bị đi đó. Thành ra chú an tâm nhớ niệm Phật cho cổ an ủi đó. Quý vị thấy cuộc đời này á, mình phải nắm bắt, mình phải hiểu sanh lão bệnh tử là cái quy luật tự nhiên là bình thường, sanh trụ gì gì cũng là một quy luật bình thường. Cố gắng nắm vững cái đó thì quý vị chết mới tự tại được, mà không nắm vững thì chết quý vị còn sợ sệt hoài, phải không? Tại vì của cải để lại tiếp nối dự con cái nữa. Đó. Ra bây giờ chúng ta viễn tánh viễn tánh viễn ly biến kế là tánh viên thành thật và vô tánh. Thắng nghĩa, rốt ráo cũng gọi là liễu nghĩa. Chân như, chân lý bất chi bất dịch của vũ trụ là khách quan, của vũ trụ khách quan. Tánh viên thành thật là thường viễn ly tiền tánh, tức là ly tánh biến kế hoặc là sáu thức trước. Nếu mà chúng ta không còn đắm nhiễm được lục căn lục trần đó, lục thì là lục thức nó không có dao động. Đó, thành ra đó thì tánh hiện tiền của cái tánh viên thành thật nó sẽ hiện tiền cho chúng ta thôi. Nó tự nhiên thôi, bởi vì hết phiền não là bồ đề hiển hiện, phải không? Nó hết phiền não thì bồ đề, cái tấm chân thật của mình nó hiển hiện, thanh tịnh nó hiển hiện. Yếu lượng, như ta đã biết Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh, kỳ thật không có cái tự tánh nào của Đức Thế Tôn nói ra. Ba tự tánh ấy chỉ là kết quả của sự hiểu biết sai lầm, phải không?
Ý thức chấp ngã trước vạn pháp vốn dĩ vô ngã, Đức Thế Tôn không nói có tam tự tánh như vậy. Đức Thế Tôn phủ nhận. Bởi vì nó là không thật, nó là giả, nó là vô thường khổ không, nó là không thật. Vì đó quý vị học cái này thì quý vị tu tới niệm xứ. Trong tất cả các pháp của mình học từ thức thứ nhất cho đến thức thứ tám ha, thì mình hiểu nó là vô thường khổ không vô ngã, thì nó kết hợp với gì? Kết hợp với tứ niệm xứ. Mà Đức Phật bắt chúng ta phải tu tứ niệm xứ gì? Tứ niệm xứ là chúng ta phải hiểu được cái tứ niệm xứ đó, chúng ta mới xa lìa được nó, chúng ta mới đạt được kết quả tu tập được. Mà tứ niệm xứ quý vị không đạt được, thân thọ tâm pháp, quán thân bất tịnh, phải không? Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mà quý vị không quán được cái này thì tứ niệm xứ quý vị không thành tựu. Tu hoài thôi. Đó là sự thật, đó là gì đó. Tất cả pháp không có tự tánh, đấy mới là then chốt lập trường và tôn chỉ của toàn bộ giáo lý Phật. Đó, phải không? Hiện tượng vạn pháp vô tánh, vì thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Phải không? Vô tánh thì bởi vì nó vô tướng mới có vô tánh. Nếu mà nó có tướng thì nó thuộc là duy thức tướng đó, bởi vì nó vô tánh. Thành ra nó vô tướng. Mình thấy hiện tượng vạn pháp có, thực sự là có, nhưng mà thực tướng của nó là vô tướng. Tự nhiên tánh, vô tánh vì trên cõi đời không có cái gì tự nhiên mà có. Y tha khởi tự tánh nói, nó nói lên rằng nó không phải tự nhiên rồi. Phải không? Nó phải nương theo vậy, không có pháp nào tự nhiên hết. Viên thành thật tánh, viên thành thật chỉ là kết quả của sự viễn ly. Phải không? Nó đây khẳng định nè. Viên thành thật là kết quả của một sự viễn ly 5 thức trước, 6 thức trước và 7 thức trước. Đó, mới có tánh viên thành thật. Mà 7 thức trước chúng ta không viễn ly, không xa lìa. Còn ngã mạn, ngã si, ngã kiến, ngã ái thì chúng ta vẫn còn sanh tử luôn rồi. Tánh viên thành thật nó không hiện hữu của đời. Viễn ly thành, biến kế, viễn ly tánh chất ngã mà có được tên ấy. Đó không? Đó. Viễn đi tính chất ngã có được tên ấy là gì? Là viên thành thật đó. Cái đó là cái khẳng định, cái câu khẳng định. Tất cả pháp không tự tánh là giáo nghĩa thù thắng. Tất cả pháp không tự tánh là chân như của vạn pháp. Quý vị hiểu ha, tất cả pháp không có tự tánh là chân như của vạn pháp. Bởi vì chân như nó thật, đó là thật tướng. Tất cả pháp không có tự tánh là tánh thường như của vạn pháp. Nó như vậy là như vậy, nó không thay đổi. Cái cây ấy, nó mọc như vậy là nó mọc như vậy thôi. Dù mình nhổ nó bao trăm ngàn lần cỏ, nó vẫn mọc lên là như vậy. Vì cái tánh của nó là như vậy. Tất cả pháp không có tự tánh hiểu như thế là thể nhập được thật tánh duy thức rồi. Đó. Thì chúng ta bữa nay học bài thứ 9 thôi. Bài thứ 10 nó cũng dài lắm. Chúng ta học tới đây nha. Thì quý vị bè biết là tất cả những các pháp là từ tam tự tánh. Nó là vô tánh, nó là vô tướng, nó là duy thức học. Thể nhập thật tánh duy thức rồi là quý vị biết không? Duy thức là gì? Duy là suy nghĩ, thức là biến đó. Thật tánh duy thức là mình biết cái tánh, cái thức nó biến như thế nào, như thế nào. Dường như lần sau mình học bài thứ 10 là mình hết cái bài thứ 10 nó hơi dài. Bài thứ 10 nó rất là dài. Tại vì nó giải thích về là cái tất cả. Bởi vì nó giải thích về 52 quả vị tu chứng. Nó thành ra sư cô nói là sư cô sẽ giải thích 52 quả vị tu chứng là tập tính, tập trụ, tập địa, tập hành, tập hướng đó. Là mỗi một cái quả vị của nó đó thì ở trong này đó, nó có cho mình biết là cái phần nào. Tư lương, một là tư lương, hai là gia hạnh, ba là thông đạt, bốn là tu tập vị, năm là tu cánh vị. Thì nó đưa qua 50 vị tu chứng. Một là tư lương nó giống như là thập trụ đi, thập tính đi, là cái quả vị đầu tiên ha, là 10 quả vị đầu tiên nó chuẩn bị trên con đường. Gia hạnh là chuẩn bị như xe cộ, phải không? Thông đạt là hiểu biết đường đi đến đích. Tu tập là mình dứt trừ được đó là ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã kiến,
là tất cả các đó là kiến hoặc nghi hoặc phiền não để mình đạt đến quả vị giải thoát. Đó, đó, cố cánh vị là mình đạt đến niết bàn. Khi mình diệt được cái đó rồi thì tự nhiên mình đạt được cái quả vị giác gốc giác ngộ. Thành ra mình phải trải qua 50 quả vị tu tập rồi mới đến đẳng giác về diệu giác Bồ Tát. Đó. Thành cái đó mình mới đạt được quả vị Phật giác ngộ thật sự. Thành ra bài thứ 10 là mình giải thích về là năm cái địa vị tu chứng. Mà năm địa vị tu chứng này tức là 50 quả vị tu chứng mới đến được đặt phần quả và cứu cánh. Thành ra bài thứ 10 dài, sư cô hy vọng rằng mình đó dài nhưng mà trong 2 tuần lễ thì có thể là cho Khánh Minh học được hết. Rồi qua phần đó là bắt thức quy củ đó là bài thứ 11 đó, ôn lại 8 thức nữa. Quy là gì? Quy là quy trình, củ là đó là một cái khuôn khổ, cái kích thước của 8 thức phát sanh. Đó, thành ra đó là 2 cái kết hợp lại nó rất là hay. Quý vị cố gắng học hết cái này thì á là vào kinh rồi quý vị sư cô bảo đảm quý vị nắm được hết, đi tới đâu nghe nói cái gì về thức hay là về quả vị tu chứng là quý vị cảm thấy gì mình đã nắm được hết rồi. Đó, mình đã nắm được hết rồi, vô kinh dễ dữ lắm. Quý thầy quý cô giảng bất cứ cái gì quý vị cũng nắm được hết, bởi vì cái nền tảng quý vị đóng quá chắc rồi, phải không? Đó. Vì sao đó sư cô sẽ giảng như kinh Kim Cang. Sao hết cái này sư cô giảng kinh Kim Cang Bát Nhã 15 bài lận sư cô. Cái này đến 15 bài. 15 bài nhưng mà mình học thêm 2 tuần nữa thì có thể hết bài thứ 10. Ừ. Rồi bắt đầu mình qua bát thức quy củ là bài thứ 11. Dạ. Bát thức quy củ là học về 8 thức. Kêu là tại sao bát thức quy củ là bát thức là thức 8 thức nha. Quy là khuôn khổ. Là kích thước. Đó, nó đi vào khuôn phép của nó. Yeah. Rồi khi mình nắm cái đó được nữa xong rồi là mình về ý thức là mình đã thông hết rồi đó. Mình cũng phải học hết 15 bài. Mình học hết, yeah. Mình phải học hết chứ. Mình chỉ có là Khánh Minh chắc học hết được ý thức thôi. Qua bắt thức quy củ thì Khánh Minh không học được, nhưng mà nghe bài sư cô giảng thì để nắm. Rồi sau đó sư cô sẽ giảng về kinh Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã hay dữ lắm, mà sư cô ao ước để giảng cho Phật tử ngoài cũng chưa có được giảng. Tại vì muốn cho quý vị nắm vững cái tri thức nè, mình vô Kim Cang Bát Nhã rồi á là nó rất là dễ để mình nắm. Đó đó là về giải nhất thông của Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề. Rồi vậy chúng có ai hỏi câu hỏi nào không? Cô nói lại cái 4 tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ hả? Quán thân bất tịnh, một là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh á, mình cho thí dụ nè, mình quán trong cơ thể mình có 36 thứ bất tịnh là tóc, là lông, răng, móng, mồ hôi, máu, mủ, nước tiểu, đờm, dãi, vân vân, tất cả những thứ đó là bất tịnh. Đó có 30 thứ nó tiết chế trong cơ thể mình, nó tiết chế ra mỗi ngày. Quý vị khỏe mạnh á thì thấy nó ok rồi, khi quý vị bệnh rồi thấy thì cơ thể của mình nó hôi thối lắm. Nó không có gì trong sạch hết trơn, nó không có gì để luyến tiếc hết á. Thành ra mình phải quán tưởng cái đó để mình nhàm chán, không ưa chuộng nó quá, không có nâng niu nó quá. Mình nâng niu nó quá thì mình khổ, tại vì đó mình chưa có xa lìa đó. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thì khổ. Quán thọ là khổ, vì sao? Mình cảm thọ vui cũng là khổ, thọ buồn cũng khổ, không vui không buồn cũng khổ. Mà tất cả các pháp khổ là gì? Ba khổ, bắt khổ, khổ khổ, hành khổ, quậy khổ, phải không? Ái biệt ly khổ, quán thân hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ, sanh lão bệnh tử khổ. Nó thành ra tất cả những cái này đưa đến chúng ta thọ là khổ. Thọ là khổ vậy thôi, đừng thọ ha. Thọ là nhớ ai cũng thọ. Thọ ha. Đúng. Phải thọ này khác. Thọ là cảm thọ. Thọ là cảm thọ. Chứ không phải là thọ là sống lâu. Thọ là nó phải thọ là phải cảm đâu. Thọ là cảm thọ feeling. Feeling phải là feeling của mình khi mình á là ngồi trên cái niệm á là mềm á là mình thích rồi, phải không? Niệm cứng mình không thích nè, ha. Rồi ăn những món này thích, món kia không thích nè. Đó, rồi người ta nói nặng mình cái mình không vừa lòng nè, đó cảm thọ hết á, phải không? Dạ. Đó. Rồi cảm thọ, tâm vô thường, thứ ba là quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã. Quán tâm vô thường là sao? Bởi vì tâm mình ở nay muốn này muốn cái kia muốn đủ thứ hết trơn mà chưa bao giờ mình biết gì. Biết không sợ. Thay đổi. Thứ tư, thứ năm á, thứ tư á là pháp vô ngã. Mà mình đang học là giảng pháp vô ngã nè. Cái
Cái này trong có cái bài review của Chi đưa hết mấy anh chị đó. Yeah. Cái này sư cô cũng đã giảng nhiều lần cho phật đại chúng mà lần nào cũng nhắc đi nhắc lại cái niệm xứ này á. Để quý vị nắm bắt được. Bởi vì mới tu được. Thành ra hồi xưa các vị tỳ kheo tu đó là hay đi vào bãi tha ma. Để quán tưởng một cái khi chết. Khi bắt đầu chết rồi bắt đầu sình lên rồi bắt đầu thối rồi chảy cái máu mũ chảy ra rồi bồi tỉa. Rồi bắt đầu nó từ từ là nó tan chảy hết bởi nắng, bởi mưa, bởi là gió bốc mùi đồ đi, rồi từ từ còn bộ xương trắng. Đó, thành ra có vị tỳ kheo quán như vậy để nhàm chán sắc thân này mới tu tập được. Cô như vậy các vị tu ở trong rừng là quá dễ. Tại vì nó không có hướng của bất cứ gì hết, tất cả đều xa lìa hết. Bởi vì mình đóng, mình muốn đóng lục căn mà. Đóng hết lục căn mà. Dễ thành tâm. Nhưng mà có ai chịu đâu? Dễ thành chánh quả. Nhưng mà bây giờ có ai chịu vô trong rừng đâu? Chị ơi, dễ nhưng mà khó chị. Không có ai chịu đâu. Bởi vì sao? Mình vô trong rừng là nào là chịu sức nóng của cái ánh nắng mặt trời, là chịu sức gió của. Đó, chưa, nhưng mà trong chỉ cần em chỉ cần có giống như mà trong cái với lại năm anh em tôi copy cho chị mà tu khổ hạnh cái review thì em thấy theo tâm đúng thì Phật mới đi ra. Thì nhưng mà chỉ cần ý đó là chỉ cần có người cung cấp cho mình thức ăn để mình sống thì là Đức Phật á, tu á là ngài đã đạt được quả vị giác ngộ giải thoát trong 6 năm khổ hạnh đó rồi, ngài đã đóng bít cái lục căn rồi, phải không? Nhưng mà bởi vì cơ thể yếu là bởi vì sao? Có đó là một cái phương tiện, một cái phương pháp phương tiện để nhận sự cúng dường của đàn na thế thế. Để nuôi sắc thân này. Bởi vì sao? Có ăn, có thân thể tráng kiện thì tinh thần mới mạnh mẽ. Đó, mình mới nhập vào đời, mình mới là cứu độ chúng sanh. Đó, chứ còn mình mà khổ hạnh quá thì cũng không được. Thành ra Đức Phật nói, đừng có cái sợi dây đàn, đừng có căng quá thì sư đàn sẽ đứt. Và đừng trùng quá dây đàn là sao không hay. Mình phải lấy con đường trung đạo. Thành ra Đức Phật kêu mình tu con đường trung đạo. Đừng khổ hạnh quá mà cũng đừng có tu sung sướng quá. Đó, hai cái mình phải kết hợp để mình phải tu trung đạo. Đó, mình phải mới đạt được cái quả vị giải thoát giác ngộ. Thì dây đàn không căng, không trùng thì nó mới nên những cái tạo nên cái âm thanh vi diệu của cuộc đời. Rồi ha. Dạ vậy sư cô mời để chúng chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành Phật đạo.